lạnh hết cái trời. Gần Tết mình có chuẩn bị gì chưa? Em muốn chuẩn bị gì đâu của mình anh. Rồi quên nữa, hỏi chị chừng nào anh về? Là em chắc chắn là qua Tết rồi nè. Dạ chắc chắn luôn. Qua Tết nhưng mà tháng mấy? Cỡ tháng 3 tay, trong vòng tháng 3. Em ăn ơn rất là nhiều. Biết chừng nào em trả ơn. Trước mắt là anh. Thôi bây giờ không có tiền thì bây giờ biết sao giờ. Bây giờ cố gắng thì thôi bây giờ em thay mặt anh Thanh là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Với lại chị Sương cũng là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Em gửi cho chị 1 triệu đồng. Dạ. Dạ em ăn có chai cái sao em nó bữa mới giờ mở nãy mới giờ lại đây là bữa mới ngày 19 rồi nó nở anh. Nó im quá trời im rồi. Này nè. Vui quá trời vui hả? Dạ. Thì mình có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Giờ có tiền mộng gì đâu rồi, chuẩn bị Tết. Dạ cô bác của anh chị thì sẵn thăm ông ba bà ba ở đây. Thì Bùi Hồ cũng qua ghé thăm về cái hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt đó cô bác của anh chị. Trước đây thì chị Nguyệt sống ở trong một cái chòi một nát và người chồng của mình phải đi bị ở tù á. Cũng quay lại đây thăm nhà chị cái coi cuộc sống của chị dạo này như thế nào rồi. Lát nữa qua nhà thăm anh Siên luôn. Cái cầu này cũng êm ngon lành ha. Dạ. Có đây chỗ này đã dép luôn nè. Dạ, em làm em chế cái đốt gà đó. Chị chế luôn hả? Dạ, em làm nha. Phụ nữ mà thấy ghê á. Để cho nó rồi luôn nha. Dạ. Thôi rồi chơi nhóc kìa. Chơi cút bé. Dạ. Ờ, Quan Âm đợi vô đầu tiên là thấy cái mẹ Quan Âm là vui quá rồi. Chiều nay mình ăn cơm gì chị? Dạ, em ăn cơm với ba cái cá cơm mà khô éo. Cá cơm khô éo hả? Dạ. Cho em xem được không? Được. Anh đi đường trên này đi. Ở dưới này thì có cái tivi nè, tivi không ngày mấy bé thường coi không? Dạ có. Nhi đi chơi ẩm bé đi chơi, Nhi ẩm gài bán số sao rồi? Dạ. Bình thường vậy đó, cứ bán ngày là 70 vậy. Vậy hả chị, đủ xài không? Dạ cũng đủ. Cá cái gì? Tối à, cá... tối quá à. Tối không? Tối phàn đem ghim cái đèn. Được không? Đâu rồi chị? Kho chưa? Chưa, cá này em chiên, còn cái cơm kho nè. Cái cơm kho nhự chứ. Lại cái cơm. Này là... Cá cơm, kho nhự ha, ngon ha. Khó yếu. Còn cái này là cá chiên ha. Cá linh chiên. Cái này ở đâu chị có? À, cũng ông ba ông cho. Ông ba ông làm vậy ông cho ha. Dạ. Có canh gì cho bé ăn không? Dạ không. Không hả? Dạ. Hả ông ngày cuộc sống mình có dư giả gì không? Cũng bình bình nhưng chắc cũng không có dư nè. Giờ hoàn cảnh ba em vậy giờ em cũng không biết nói gì hơn. Em bị niệm Phật thôi cho ba em được qua khỏi thôi. Ừ. Cái bữa mà lên ca mổ mà. Ba là... lên ca mổ đừng lấy cái cũng như ổng gãy cái chỗ này nè, bên mặt mình gãy hết trơn luôn rồi đi thêm 6 cọng xương sườn mà cái cọng xương sườn này đâm vô phổi, chuyển ba em lên là em đâu có biết, tại vì ở dưới chuyển lên rồi mới điện cho em hai em qua là ba em hất lên không à. Ba của chị thông tin với cô bác của anh chị là ba của chị Nguyệt á bị té xe. Dạ. Đụng xe hay té xe không, té xe cán con chó mà té cán chó ché bị ba sườn bị đâm vô phổi ha. Dạ mình cũng ăn mổ, bây giờ thì cũng như mổ hơi thôi à, rồi kêu em ký tên đừng mổ ổng, đừng lấy cái cọng ba sườn ra thôi. Dạ. Đang nằm ở bệnh viện tỉnh, chi phí điều trị thì chưa biết, hôm nào có dịp thì em không biết là tỉnh này, tại ngày hôm qua em có điện, hồi tối nay em có điện cho ổng là ổng nói là bữa nay là chuyển đi. À. Em mới kêu thôi đi ba ơi gán là bữa nay đi coi rồi anh có lên không, là ngày mai á, gán ngày mai đi anh lên, anh tại nói thứ bảy anh lên đó. Rồi gán đi coi anh có được cũng như thương tình cũng như giúp đỡ được bằng nào cho đỡ cho ổng nói gán không được, người ta kêu chuyển đi liền. Dạ. Mà ngày không có tiền anh ơi, nếu nhưng mà ba là em chuyển đi Sài Gòn luôn. Ba của chị là ở với lại mẹ sao của chị mà. Dạ. Ê à. Ở đi. Ở với mẹ sao của chị mà phải không? Dạ đúng rồi. Ở với mẹ vậy. Nhi đâu rồi chị? Em kêu nó kêu nó giờ chứ. Ừ. Hôm nay thì Nhi đã ẩm bé. Dạ. Bé Nhi cũng Như. Như đi chơi. Dạ. Cửa sổ này đẹp á. Cửa sổ này mát. Chổi lên nè. Sợ hai cây trời. Gần Tết mình có chuẩn bị gì chưa? Em muốn có chuẩn bị gì đâu của mình anh. Rồi quên nữa, hỏi chị chừng nào anh về? Là em chắc chắn là qua Tết rồi nè. Dạ chắc chắn luôn. Qua Tết nhưng mà tháng mấy? Cỡ tháng 3 tay, trong vòng tháng 3. Tháng 3? Tại vì bữa 1 tay vừa rồi em có đi xuống dưới là người ta không cho gặp mặt là, tại vì bị dịch á. Ta không cho gặp mặt là người ta nói là chừng nào hết dịch mấy là
cái người ở trong cổng đi ra tù là đi cho em, cho em hay là như cỡ qua Tết làm ảnh ra. Dạ, ổng gài bé nó có bệnh như hết, nó khỏe không? Như thì nó khỏe đó mà, trời em cho nó uống thuốc hàng ngày mà. Thuốc em mua hàng ngày luôn, vừa dứt là mua, vừa dứt lại mua. Không, nhà mình còn được nhiều tiền không? Đúng hết rồi, nên còn còn cái vốn để đi bán số. Vốn được nhiêu? Vốn được có 1 triệu. Còn được 1 triệu hả? Dạ. Với bằng ba em kia rồi, em tới luôn này kia. Chứ em cũng đâu có tiền cho ổng đâu. Chị có cần tiền thêm không? Em cần thì em cần, mà cũng cái lấy nhà cô bác hoài thấy ngại. Em thì em khổ đó. Giờ trong hoàn cảnh giờ em còn xin cho ba em được, giúp cho ba em được qua không biết. Tại vì em sống còn nhỏ tới lớn em có mình anh ba. Nếu mà mất ba rồi thì cuộc đời em cục rồi đó. Không còn mẹ, mẹ cũng còn mà mẹ ở xa lắm, không có cần thiết dù mẹ đâu. Tại em thì không có mến mẹ, mến ba không mà. Nhưng mà thôi đi, vậy chắc bác sĩ nói vậy chắc cũng không sao, chị cố gắng an tâm đi. À. Em cũng biết ba em còn bệnh không. Tưởng đâu không ngờ chị còn nhiều tiền chứ. Em cũng hết, chung hết rồi. Tại vì em cũng nhờ cô bác rồi cho em cũng còn dư mới. Còn dư triệu thăm, có thăm chồng em cũng có cho tiền chồng em. Chị có cho tiền anh hả? Có, nhiều. Lúc giờ em cho cũng được 4 triệu đó. À chị đưa anh 4 triệu ha. Dạ. Nghe nói còn 1 triệu cũng hôm trước em đưa chị cũng được, còn dư được 8-9 triệu thì mình xài tới xài lui. Dạ, nó cũng lặng mua, như hoa mua, mua cái này cái kia nọ, mua cái gì thiếu là mua chứ. Nói chung là có nhà cửa thì là ổn định bước thứ nhất rồi. Em rất là vui. Em không mong gì nhiều được, có nhiều đây là em vui lắm. Nhờ được cô bác chồng sớm, chừng người trong ngoài nước cũng như em ăn ơn rất là nhiều. Biết chừng nào em trả ơn. Trước mắt là anh. Thôi bây giờ lắm. Không có tiền thì bây giờ biết sao giờ. Bây giờ cố gắng thì thôi bây giờ em thay mặt anh Thanh là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Với lại chị Sương cũng là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Em gửi cho chị 1 triệu đồng. Dạ. Dạ em trước em cảm ơn anh Bùi Hồ, sau em cảm ơn anh Thanh với chị Lý Thị Sương. Chị Sương em mang ơn rất là nhiều. Là Việt Kiều Mỹ. Những lúc em khó khăn cũng như giúp đỡ giùm cho em trải qua được cuộc sống em hàng ngày, em rất là vui, em mang ơn rất là nhiều. Dạ. Cố gắng lên nha chị, hôm nay ghé thăm nhà mình thì thấy nhà cửa thì nó cũng ổn định rồi. Dạ. Bây giờ cái quạt đó em đem lên cho mấy đứa nó ngủ. Cái quạt kia thì nó hư nữa. Thu nhập thì cũng ngày 70-80 ngàn thì nó cũng đủ sống thôi chứ đâu dư giả mà. Dạ, con cái rồi. Nó khỏe mạnh thì nó mới con em khỏe, đồng ý khỏe mà con cái thuốc phải hàng ngày nó mới ấy được. Dạ, khỏe thuốc, mạnh. Thuốc em hàng ngày, thuốc hàng ngày. Mẹ mua thứ thuốc này cho nó uống là chục chai cũng không có nhiêu tiền. Chục chai cũng chưa tới 100, mua chục chai thuốc này mà nó uống hết. Thuốc này thuốc tán hả? Thuốc na, thuốc bắt mình á. Dạ, nó uống gì thuốc này không nè. Nó chịu á. Thiên hà bạn lộ. Ngày xưa em cũng uống này nè. Dạ. Ngày xưa nhỏ em cũng bị bệnh ban á. Em cũng vậy đó. Nghèo á, thuốc này là mấy người nghèo không có tiền mới uống á. Dạ, mà em là vậy luôn á. Em không sao. Gặp hoàn cảnh của chị nó thương. Hay có quan năm là lúc nào cũng thấp, sáng vậy đó hả? Dạ. Thế tới 4-5 giờ, 5-6 giờ em thức giờ nào em rút ra. Ồ, đẹp quá luôn á. Mẹ mong mẹ quan năm là phù hộ cho gia đình của chị luôn mình. Thì an. Cái bữa mà lên ca mổ ba em đó là đang lên ca mổ rồi xong em bỏ ông bệnh có bà gì mà coi. Em mới chạy về em thắp nhang. Niệm Phật ha. Em giái mẹ cũng cho ba em được qua khỏi. Nhưng mà được linh nghiệm rồi. Rồi, có muốn nói là gì với Mạnh Thường Quân nhân cái dịp này không chị? Dạ, cũng như em cảm ơn rất là nhiều cô bác những trong ngoài nước thương em như vậy, em rất là mang ơn nhiều. Cố gắng bây giờ em nói chị cảm ơn là Mạnh Thường Quân gặp cuộc sống của chị gì và vui rồi. Dạ. Bây giờ cố gắng mình sống sao mà nó tốt đời đẹp đạo. Dạ. Để mình tạo một cái phước gì nó cho coi như là mình trả ơn lại Mạnh Thường Quân rồi. Em cũng nói với lòng em hoài, hồi đó bây giờ những cái gì mà em giúp người ta không được mà em lấy cái công cái sức em ra, em sẽ giúp người ta, em sẽ giúp. Em nói hoài hoài cũng như công sức của em không có màng. Em làm phước được cái gì em làm phước, là những tiền bạc em không có thì em khổ thiệt. Dạ. Mà cái công cái sức em sức ra em làm phước. Đó là rồi. Thiệt. Rồi. Những cô bác trong ngoài nước với anh. Thôi em vui. Bye bye gia đình mình đem về nha. Dạ. Hôm nay không gặp mấy đứa bé cũng buồn. Dạ thôi vậy dạ, đi. Em cảm ơn nhiều. Khỏe là vui rồi. Em về nha chị nha. Dịp tối này mình qua thăm gia đình của anh Xuyên luôn. Ở gia đình của anh sống như thế nào rồi? Ôi trời. Ghê vậy? Ủa cái cầu này yếu với anh Xuyên. Trời.
em tới sáu mấy ký đằng. Dạ. Hết sức cẩn thận. Rớt xong cái là em hư luôn á. Ôi ơi. Không. Dạ. Ở nhà mình vui quá ta. Ô, các bé nè. Không nhà làm ăn sao anh? Cũng bình thường. Ấy quá. Ấy quá. Ôi gần Tết bóp vác mà ấy hả? À, vô tháng này quá ấy. Vậy hả? Qua đóng hai mấy. Rồi không gài điện đuốc gì xài em không? À, này sao điện này nó không nó tới tối chứ được cơ mà giờ nó không có điện đủ anh. À, mình phải thời tiết nó không có nắng nhiều quá, mình phải tiết kiệm. Không ngày thường nắng có gì nữa anh. Không ngày sức khỏe mình sao vậy? Chị. Em cũng còn giống mặt hoài với đầu vậy anh. Chóng mặt nhức đầu hả? Dạ. Ồ, chị có anh riêng không gài làm gì, làm cái công việc gì? Làm gì lặng nó mới gài, có làm cho anh nó mới nó nhẹ gì đâu, có làm gì đâu, giờ không tiền, giờ mua dịch ăn nữa kìa. Ừ. Không gài anh đi làm cái công việc gì? Cũng bóng giác cái gì anh. Bóng giác hả, ngày được nhiêu? Bóng gài có ăn được bạc đâu, không bến dễ nhẹ, có tiền bóng gì đâu. Bữa nay làm được cũng 190 mấy ngàn vậy, tối ngày nay. 200 ngàn ha? Ừ. Ừ. Rồi bến cái này nó ấy rồi không có đồ. Rồi gần Tết là nó phải có đồ nhiều chứ ta. Gần Tết là mà nó như vô tháng này nó ấy là tới cái lón 20 mấy. Sáng giờ được 200 ngàn. 100 mấy giờ anh 190 mấy ngàn. Thì cũng như 200 ngàn đi. 200 ngàn. Vậy là khỏe rồi, được rồi. 200 ngàn. Tiền sữa, tiền đồ nó anh, mấy đứa nhỏ này bệnh đau nó gài nhờ mà thằng già tóc dài bệnh nữa. Ừ. Có không gian cho chơi mấy đứa bé trẻ chơi nhìn em ghê á. Dạ. Ở cái ghe này so với ghe cũ chị thấy sao? Em thấy là rất là rộng rãi, ghe kia là chưa được nửa tiếng là em thức ra tắt nước liền anh luôn. Bữa đó thôi cắt cái bè này em đâu được ở đâu. Ừ. À, chết trước vụ ở rồi. Bữa đó nước nó là em thức kịp là chi bữa đó là chị sống luôn, mình chồng em sống như là mẹ con chết rồi mới sao em thức kịp, em ra tắt nước kịp đó. Ừ. Chứ lúc đó là chút xíu mà xong phim à. Xong phim hả? Dạ, có các bè không được ở rồi. Thì làm như phim phim kiếm hiệp à. Chết là xong phim rồi. Nói chuyện vui á, nói chuyện hôm nay nói chuyện vậy là khỏe rồi, có bệnh hoạn gì đâu. Trời, chị đừng có nói bệnh, chị nói khỏe lên là nó vui lên à. Em bệnh thiếu máu rồi đúng không? Đi. Chị nói bệnh hoài là mai mốt bệnh á. Em bệnh nhức đầu nhiều á, với muốn ngủ không à. Ừ. Mai mốt lên đây mình có tính sản xuất thêm không? Dạ. Anh Xuyên? Không, nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Nghỉ rồi, không dám nữa. Không dám, không có đi đâu mà không dám. Rồi. Giữ nó cực lắm anh ơi. Mấy bé bữa nay nó dạng lên chưa? Dạ, nó đi tới lui bình thường anh. Có lên bờ đồ không? Có thằng con trai, cái sáng em nó mới vừa, mở nắng mới vừa lại đây là bữa mà ngày 19 rồi nó nở anh. Ừ. Nó im quá trời im rồi. Vui quá trời vui hả? Dạ. Thì mình có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Giờ tiền bọng như đâu rồi, chuẩn bị Tết. Tết này không biết có tiền ăn không á, bằng cái chỗ này tiền bọng đâu. Sao vậy? Thôi vậy ăn nay chứ. Dạ, có tiền đồ giày giờ không có mua rồi, nó vậy vậy thấy không? Không có đồ giày nữa, giày nó số 1 nữa, có miếng dán đó đó. Cái gì? Đồ giày á đi nè. À. Cầu đi lên. Một nó không có tiền mua nữa. Nó thấy yếu anh thấy là lót thêm miếng nữa đó. Tại vì là giờ ra nó. Sao anh thấy chị Nguyệt ở đằng kia sống khỏe hơn mình ta? Dạ. Khỏe hả? Chị Hồng. Có anh xuống là tại vì anh chia sẻ cùng em cũng rất là vui. Ừ. Dạ. Anh về trong này tới hù luôn rồi. À, tối rồi. Dạ. Ăn cơm chưa anh được? Chưa nữa anh. Chưa hả? Dạ. Ừ. Ăn trễ quá. Cái đứa nhỏ này cũng hơi tối. Hôm nay em đến thăm gia đình của mình đó. Dạ. Rồi quay lên cho cô bác anh chị biết được cái cuộc sống của mình hiện nay như thế nào. Dạ. Thì trước tiên là nó các bé nó trên đây nó có một cái sân, có một cái khoảng trống nó rộng. À, được đi thẳng lưng nè. Dạ. À, rồi có nơi tắm rửa thì nó sạch sẽ hơn. Dạ. Rồi ăn ngủ rồi nó thoải mái hơn.
nó không bị chồng chền, không có lo, không có vụ mà hết phim. Đó thì hôm nay thôi em đến đây em chúc gia đình mình luôn có một cái sức khỏe dồi dào nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh Xuyên. Dạ anh là trụ cột chính trong gia đình đó. Cố gắng ngày 200 là được rồi. Nói chung là mình biết vừa là đúng. Ngày 200.000 là bằng lương em á. Thiệt luôn á. Biết rồi nhưng nhầm khi bữa làm được, bữa hôm nay mới làm hôm nay chứ. Mới làm hôm nay cũng ngày có làm đâu. Dạ, thôi nói một lời gì chúc mừng cho Mạnh Thường Quân với Mạnh Thường Quân. Em với Mạnh Thường Quân. Chúc mừng với Mạnh Thường Quân là bằng ăn phát lộc phát tài. Dạ sức khỏe nhân sự như ý. Rồi em cảm ơn chị, em chào gia đình mình, chào các bé luôn nha. Em cũng chào anh luôn. Dạ, tối quá rồi. Dạ. Rồi. Tết anh có quay lại gia đình em không anh? Dạ, rảnh em quay lại. Dạ.